bốn sự hiểu biết thông suốt, sáu phép thần thông, vân vân, thì công đức có được do tùy hỷ hồi hướng của Đại Bồ Tát ấy so với sự nghiệp phước đức của phàm phu thanh văn độc giác kia là rất tối thắng, là tôn quý, là cao siêu, là vi diệu, là cao cả, là tối cao, không gì bằng, không gì hơn. Vì sao, thưa Đại Đức? Vì các phàm phu tu sự nghiệp phước đức chỉ vì để cho mình được tự tại an lạc, thanh văn độc giác tu sự nghiệp phước đức là để tự điều phục, là để được tịch tịnh, là để đắc niết bàn. Còn công đức có được do tùy hỷ hồi hướng của Đại Bồ Tát thì khắp vì sự điều phục, tịch tịnh, bát niết bàn cho tất cả hữu tình. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Đại Bồ Tát Di Lặc: Thưa đại sĩ, tâm tùy hỷ hồi hướng của Đại Bồ Tát chuyên khắp vô số vô lượng vô biên thế giới trong mười phương. Trong mỗi thế giới, có vô số vô lượng vô biên các đức Phật đã nhập Niết Bàn. Từ sơ phát tâm cho đến chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột đều lần lượt như thế. Sau khi nhập vô dư y Niết Bàn, cho đến khi giáo pháp diệt ở khoảng giữa, có thiện căn tương ưng với sáu phép ba la mật, và có thiện căn khác tương ưng với vô số vô lượng vô biên Phật Pháp. Nếu đệ tử phàm phu kia có ba sự nghiệp phước đức là thí tánh, giới tánh và tu tánh, nếu đệ tử thanh văn kia có thiện căn vô lậu là hữu học, vô học, nếu chư Như Lai ứng chánh đẳng giác có giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn, thì làm lợi lạc tất cả hữu tình bằng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả và vô số vô lượng vô biên Phật Pháp khác. Các Pháp mà chư Phật đã nói, nếu nương vào Pháp ấy mà siêng năng tu học thì đắc quả dự lưu, đắc quả nhất lai, đắc quả bất hoàn, đắc quả A-la-hán, đắc quả độc giác, đắc nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Tất cả thiện căn đã có như thế và thiện căn của hữu tình khác với thiện căn đã gieo trồng của các chúng đệ tử thanh văn, Bồ Tát, của các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác hoặc còn trụ thế hoặc sau khi nhập Niết Bàn là các thiện căn nhóm tụ tất cả sự tùy hỷ hiện tại và sự tùy hỷ quá khứ, lại dùng sự tùy hỷ như thế đều làm các sự nghiệp phước đức cùng với tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Con xin đem thiện căn này cùng với tất cả hữu tình đồng dẫn phát quả vị giác ngộ cao tột, thì sự tùy hỷ hồi hướng đã phát khởi như thế so với những nghiệp phước đức đã phát khởi khác là tối thắng, là tôn quý, là cao siêu, là vi diệu, là cao cả, là tối cao, không gì bằng, không gì hơn. Thưa đại sĩ Di Lặc, theo ý ngài thì sao? Đại Bồ Tát ấy duyên các việc như thế, khởi tâm tùy hỷ hồi hướng, có phải là có sự sở duyên như thế, như cái tướng sở thủ của Đại Bồ Tát kia chăng? Hết quyển thứ 168.